về nước sạch. Thì vừa qua thì một số báo chí có nêu, đồng chí phó tịch ủy ban tỉnh thì phụ trách lĩnh vực này đã trả lời rất rõ rồi. Thì tới đây chúng tôi sẽ nghe kỹ và sẽ một là cho thanh tra kiểm tra các doanh nghiệp cung cấp nước sạch. Nếu sai phạm phải xử lý nghiêm túc. Vì tỉnh đã ban hành định mức cơ chế và giá cả rồi. Thì tới đây sẽ rà soát lại cái gì tỉnh cần hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư nước sạch thì sẽ tiếp tục hỗ trợ. Để làm sao mà góp phần vào đó giảm cái giá bán nước cho bà con nông dân. Hỗ trợ một phần cho bà con nông dân để nông dân chúng ta được tiếp cận nước sạch. Và cái biện pháp đầu vào thì cũng như đồng chí Quang đã nêu là dứt khoát phải đóng cửa các giếng mà thu nước từ các hệ thống kênh mương của sông ngoài Bắc Hải và nước ngầm mà chỉ được phép lấy nước sông Hồng, sông Đuống. Rồi ứng dụng công nghệ xử lý nước làm sao mà tiến bộ. Thế rồi đầu ra thì chúng ta phải đẩy mạnh cái vấn đề kiểm tra nội nghiệp, ngoại nghiệp. Đấy từ chuyên môn nhưng mà thực chất là gì? Là doanh nghiệp phải tự kiểm tra thường xuyên hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày. Thế còn cơ quan chức năng là Sở Nông nghiệp, Sở Y tế phải thanh tra hàng tháng, hàng quý. Và có báo cáo kết quả với lãnh đạo tỉnh và đưa lên công khai các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân cùng giám sát. Thế rồi xử lý các doanh nghiệp mà nếu mà cung cấp nước không đạt tiêu chuẩn. Thế rồi cũng cùng cái giải pháp đó thì đẩy mạnh cái tuyên truyền. Chứ hiện nay doanh nghiệp cũng đang kêu ca, một số doanh nghiệp là đầu tư vào đến nhà dân nhưng mà dân không mặn mà với nước sạch. Tới đây sẽ ban hành sổ tay hướng dẫn sử dụng nước sạch, phát cho từng người dân để dân hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của cái nước sạch liên quan đến chất lượng sống, chất lượng giống nòi, đến sức khỏe của chúng ta.